tháng 8 năm 2023, đoạn thí điểm sử dụng cát biển nằm trên đường dẫn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đã hoàn thành. Đoạn này được xây dựng trên vùng lúa tôm của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Sau nhiều lần quan trắc, công trình đạt yêu cầu, không tác động môi trường. Cho chất lượng công trình là tương đương với cát nước ngọt, tức là không có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Nếu mà nguồn cát biển được khơi thông về mặt pháp lý thì nhà thầu là đã sẵn sàng để đưa cát biển về để thi công cho công trình. Nguồn cát biển có thể khai thác tốt thuộc vùng biển hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Hiện trữ lượng rất dồi dào. Vấn đề là những trình tự thủ tục cấp phép khai thác các mỏ cát này. Chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị thi công là khu vực Kiên Giang, khu vực Cà Mau là những cái khu vực mà nước lợ có cái môi trường độ mặn tương đồng để có thể áp dụng cát biển làm cái phần nền hạ của đường cao tốc cũng như là làm một số cái tuyến nối ở khu vực nối vào đường cao tốc. Mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo Thủ tướng kết quả dự án khai thác cát biển đáp ứng nhu cầu san lấp đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một số kết quả cũng đã được chuyển giao. Đây là cơ sở quan trọng để sớm đưa loại vật liệu này vào phục vụ các công trình trọng điểm của khu vực và quốc gia.